đầu tư vào năng lượng tái tạo là một trong những cái lĩnh vực quan tâm của Intracom. Và chúng tôi quan điểm là cái gì mà có đóng góp nhiều cho xã hội thì mình nên đầu tư. Năng lượng thủy điện thì chúng tôi đã đầu tư, năng lượng mặt trời chúng tôi cũng đang đầu tư. Và cái dự án của startup này là người ta làm về cái năng cũng sử một cái dạng sử dụng năng lượng mặt trời. Nhưng cái ứng dụng nó thì nó hơi khác một chút. Có lợi cho cái cộng đồng của các cái nhà nông và cái sản xuất phẩm sau thu hoạch của nhà nông. Và vì thế nên là tôi quyết định đầu tư vào startup này. Cái thứ hai nữa là cái người làm startup này là một người mà đã 53 tuổi rồi mà còn dám dấn thân vào việc startup và công việc startup, thì tôi cho rằng là cái người này mới là cái người bền bỉ. Tuy nhiên là cái startup này thì nó kể vì anh ấy nhiều tuổi cho nên là chắc chắn cái đội ngũ kế cận là phải có. Không có thì sẽ sợ rằng là sau này công việc kinh doanh sẽ gặp khó khăn. Và vì vậy nên là chúng tôi cũng thấy những cái khó khăn khi mà đầu tư vào startup này. Nhưng mà chúng tôi hy vọng và mình có thể hỗ trợ được cho một người mặc dù đã có tuổi nhưng mà vẫn mạnh dạn đầu tư, mạnh dạn sáng tạo. Và đấy là cũng một cái để cho những người mà nghĩ rằng là startup phải là người trẻ, là họ có một cái suy nghĩ thay đổi đi. Thứ nhất là về tài chính, thứ hai là những kinh nghiệm đầu tư, thứ ba là kinh nghiệm về thị trường và kinh doanh, mảng thị trường và kinh doanh. Thứ tư là có thể sẽ tìm được những cái tài trợ mà có thể giúp được cho các cái nhà nông, hỗ trợ họ trong cho cái sản phẩm sau thu hoạch. Cái thứ năm nữa là cái này là một cái năng lượng sạch và thân thiện với môi trường. Cho nên là cái này cũng sẽ là một cái mà đề tài nghiên cứu của Intracom. Và chúng tôi sẽ có cái đội ngũ nghiên cứu để phối hợp với cái startup này cho cái sản phẩm sẽ hoàn thiện và không ngừng đổi mới, đáp ứng được với nhu cầu thị trường. Và cái cách người ta đang làm bây giờ là người ta quan tâm đến cái nhiệt đầu tiên. Thế thì tôi thu được nhiệt này và gió và cái thoát ẩm. Tôi làm theo các cái cách đó và tôi làm thất bại. Và người ta đã thất bại và người ta bỏ. Nhưng khi tôi tìm hiểu ra vấn đề là Trong hành trình một công ty khởi nghiệp, mình có